bị lừa hết sạch tiền. Mẹ ơi, những dây bầu đã ra hoa rồi nè mẹ. Ừ, năm nay hoa bầu sai quá. Cứ sáng ra lại thấy chúng ngày một khác. Năm nay chắc là nhiều quả lắm mẹ nhỉ? Mẹ con mình chăm sóc thế cơ mà. Vậy là thấm thoát thằng Hùng đã đi vắng hơn chục năm rồi. Giờ lại tới mùa chúng mày ra hoa, ra quả đi. Mẹ, mẹ. Ôi, Hùng, con về rồi đấy hả? Sao dạo này ít về thế hả con? Dạ, dạo này con bận quá mẹ à. Vậy hả? Mà bận gì thì bận, vẫn phải giữ gìn sức khỏe con nhé. Dạ. Bận rộn, thế có thời gian để tâm đến chuyện kia mẹ dặn không? Ờ, chuyện gì ạ? Cha bố anh còn giả bộ, chuyện vợ con chứ còn gì nữa. Dạ, mẹ cứ thư thư đã. Con phải gây dựng sự nghiệp, xây cho mẹ cái nhà đàng hoàng to đẹp, rồi mới tính đến chuyện ấy. Mẹ là mẹ thèm bế cháu lắm rồi. Anh tính sao thì tính. Thôi vào nhà rửa chân tay mặt mũi đi cho tỉnh người. Dạ. Bà Hòa ơi, cắt cho tôi chục quả bầu đi. À, vâng, bác đợi tôi chút. Bầu năm nay sai quá bà nhỉ? Quả nào quả nấy nhìn bóng mỡ thích mắt quá. Vâng, vụ năm nay bầu ngon và đẹp hơn mỗi năm bác ạ. À. Đây, em gửi tiền bác. Mai em vào bác lại để cho em thêm chục quả nữa nhé. À, vâng, mai bác cứ vào tôi sẽ cắt cho. Mẹ ơi, con bảo này, thôi mẹ đi nghỉ cho khỏe. Suốt ngày mẹ chăm nơm, tưới tắm, nắng nôi như thế, mà nào có được bao nhiêu tiền? Anh nói vậy, thuở xưa không có vàng bầu này, có mà anh được như bây giờ chắc. Vâng, thì ngày xưa khác, bây giờ khác rồi mẹ. Nói vậy thôi, chứ bây giờ con đi xa, mẹ có vàng bầu chăm sóc, tưới tắm, nhìn nó ra hoa, đậu quả cũng vui lắm đó con. Nhưng mà mẹ... Thôi mà, mẹ vẫn còn khỏe mà con. Hơn nữa làm việc như thế mẹ thấy vui, mà lại có thêm đồng ra đồng vào giá hơn à. Con không phải lo cho mẹ đâu. Mấy bữa nữa khi công việc làm ăn của con thuận lợi, con sẽ về xây cho mẹ một căn biệt thự thật lớn. Khi đó mẹ cho con dỡ vàng bầu này đi nhé. Ôi dào, biệt thự biệt theo làm gì? Mình mẹ ở hết bao nhiêu mà xây cơ chứ. Định thành lập công ty thật ư? Vâng, con quyết định dành số tiền có trong tay để cùng anh bạn đầu tư bất động sản. Lĩnh vực này đang rất hot mẹ à, triển vọng lắm. Làm gì cũng nên tính kỹ nghe con. Lĩnh vực mới, kinh nghiệm chưa nhiều. Mẹ nghĩ là... Mẹ ơi, mẹ cứ yên tâm đi ạ. À. Bọn con tính kỹ lắm rồi. Chắc chắn thành công chỉ là một sớm một chiều thôi mẹ à. 9... 10, 11, vàng bầu sai thế mà rồi cũng bán sắp hết. Sao nóng ruột thế không biết, mấy hôm nay không thấy thằng Hùng gọi điện hay nhắn nhủ gì hết. Hời, không biết có chuyện gì với nó nữa. Mẹ! Hùng, sao thế? Ốm hả con? Sao mặt mũi bơ phờ như vậy? Có chuyện gì thế hả con? Bọn con Hùng vốn làm ăn, nhưng không ngờ đối tác lại là một công ty lừa đảo. Hai đứa bị lừa hết sạch tiền đầu tư. Suýt nữa thì dính vào vòng lao lý rồi. Thôi chết, thảo nào mấy hôm nay lòng mẹ nóng như lửa đốt. Mà mẹ đã dặn con rồi, làm ăn phải hết sức cẩn thận. Đúng là bọn con đã vội vàng quá. Giờ con đang lo đến món nợ trước mắt. Con cầm lấy. Đây là... Là số tiền bố mẹ dành dụm tích cóp từ việc trồng bầu bao năm nay. Mẹ, con đã không có cho mẹ thì thôi, sao có thể lấy tiền dưỡng già của mẹ được cơ chứ? Là tiền bố mẹ dành dụm cho con bao năm từ vườn bầu, định để sau này khi con lấy vợ thì sẽ đưa. Nhưng bây giờ có lẽ là lúc cần đến rồi. Mẹ, sao nhiều tiền thế? Gấp gió thành bão con à. Mỗi quả bầu tuy không được là bao nhiêu, nhưng một khi biết dành dụm chắc chiêu
thì rồi nó cũng sẽ thành nhiều, giúp ta làm được nhiều mà con. Mẹ, con thật tệ. Mẹ đã nuôi con mấy chục năm rồi mà vẫn chưa một ngày được con báo đáp. Mấy chục tuổi rồi mà con chỉ là một thứ quả xanh non mà mẹ phải chăm sóc lo lắng. Thôi nào, con trai ngốc nghếch của mẹ, hãy gắng làm lại. Cũng như giàn bầu của nhà ta, lại sắp sửa bắt đầu một vụ mới rồi. Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Agni, mụn rời xa và láng mịn. Chuyến du lịch đáng nhớ. Cha cha, mẹ hôm nay làm nhiều món ngon thế này cơ mà. Hiếu, ăn đi con. Chỗ này là thăn chuột của con bò. Mỗi con chỉ có một ít bé xíu thôi, nhưng mà chính chỗ này lại là phần ngon nhất đó. Con không thích, con không ăn đâu. Con không thích ăn những món này. Con chỉ thích ăn xúc xích rán thôi. Sao mẹ không làm xúc xích rán cho con? Hiếu, ăn xúc xích nhiều không tốt đâu con. Đây toàn là những món ngon, bổ dưỡng, rất tốt cho sức khỏe. Con ăn xong rồi, con lên phòng đây. Chúng ta chiều con quá hết rồi anh à. Cứ để lâu ngày như vậy, con mình sẽ hư mất. Để anh nghĩ cách xem. Ba ơi, con mang cả con Titi đi du lịch nữa nhé. Ừ, thế cũng được. Con muốn về nhà. Sao ba nói đưa con đi du lịch cơ mà sao lại đến chỗ xa lắc vắng người thế này? Con không biết đó thôi. Người ta gọi đây là du lịch trải nghiệm. Chúng ta sẽ xin vào sống cùng với người ở địa phương để khám phá tập quán, văn hóa của họ. Rất thú vị con à. Ôi, biết thế này con không đi nữa. Ở nhà đi khu vui chơi thích hơn. Ba, chúng ta thuê xe về thôi. Thôi chết, làm sao giờ? Ba bị rơi ví rồi. Để ba gọi cho mẹ cầu cứu nha. Ôi chết, hôm qua ba quên không sạc pin. Chúng ta tạm thời phải ở lại đây thôi con. Đúng ra là cha con chúng tôi ở trọ nhà bác mấy hôm, nhưng chiều nay tôi bị rơi mất ví. Bác có thể cho cha con chúng tôi ngủ nhờ được không? Bù lại chúng tôi sẽ làm việc cho bác. Được, mai tôi sẽ dẫn hai cha con đi bẻ ngô. Bẻ ngô? Mình không được đi chơi sao? Ơi, du lịch cái kiểu gì vậy? Mai con không đi làm có được không? Được, nếu con có thể chịu được đói và lạnh. Nếu không làm thì sẽ không có chỗ ở và cũng không có đồ ăn, cũng chẳng có tiền về nhà. Con xin bát cơm ạ. Bác ơi, cho cháu xin bát cơm. Hết rồi cháu à. Mẹ ơi, cho cháu con xin bát cơm. Thôi, cháu no rồi ạ. Thôi, con cũng no rồi. Sao lúc nãy tớ nhường cơm mà cậu không ăn? Lúc đó tớ mới nhớ ra là mẹ cũng mới chỉ ăn có một bát, nên nhường lại cơm cho mẹ. Nhường cơm cho mẹ ư? Còn đói không con? Con ạ. Thế sao lúc nãy không ăn hết chỗ cơm? Con thấy còn chút xíu cơm nên nhường cơm cho bạn AK, nhưng bạn ấy lại nhường cơm cho mẹ mình. Con thấy không? Ở nhà cơm canh ngon ngọt nhưng lúc nào con cũng để thừa. Còn ở đây, bạn AK chịu đói để nhường cơm cho mẹ. Ba ơi, con đã không biết còn nhiều người khó khăn như vậy. Con rất may mắn thì có ba mẹ luôn cho con đầy đủ mọi thứ. Nhưng con lại không ngoan. Con trai của ba giờ đã lớn rồi, đã biết quý trọng đồ ăn, còn biết chia sẻ
nhiều đồ ăn cho bạn nữa. Chuyến đi này xem ra rất ý nghĩa. Những bát phở nghĩa tình. Nhóc con, mua gì? Em lại xin ăn chứ gì? Nhìn mày là đã thấy chẳng có tiền rồi. Thôi, đi đi để người ta còn bán hàng. Mới sáng sớm ngày ra. Em có tiền, nhưng... Vậy à, đâu nào? Tiền đâu? Tiền đâu nào? Cái gì? Mấy nghìn bạc mà đòi ăn phở hả? Anh ơi, anh bán cho em đi. Em sẽ cố gắng trả anh khi em có tiền. Nhiều đây là tiền em đi làm buổi sáng. Chỉ được có từng này. Mai em sẽ làm nhiều hơn để lấy tiền trả anh. Có chuyện gì mà ồn ào thế? Ba xem đi. Thằng bé này nó có mỗi vài đồng tiền lẻ mà cứ kỳ kèo ăn chịu. Ai lại chịu bát phở cơ chứ? Miếng ăn vào miệng rồi thì đòi ở đâu ra? Thôi bán cho nó, mai nó trả. Sao lại bán cho nó? Cứ làm đi, trông thằng bé ấy thật thà. May cho cậu là ba anh tốt bụng đấy nhé. Cháu cảm ơn, nhất định cháu sẽ trả. Đây, cháu cầm lấy đi. Cháu gửi ạ. Từng này đủ rồi, suốt ngày thế này thôi. Từ mai cứ từng ngày mua được. Cháu cảm ơn bác ạ. Cháu chào bác. Sao ba lại làm thế? Nó quen thân đi rồi, nó cứ ăn không. Suất đấy còn là suất đặc biệt đấy. Ba nghĩ tô phở đấy thật sự quan trọng với thằng bé. Nhìn nó rất tội. Những ngày sau, kia hai hôm nay không tới, chẳng biết thế nào nhỉ? Chắc là thằng bé không còn cần đến những bát phở đó nữa. Ôi! À! Ba tôi làm sao thế này? Anh bình tĩnh, ông cụ bị tai nạn. Chúng tôi đã cấp cứu vết thương bên ngoài. Nhưng có một vấn đề người nhà nên biết. Vấn đề? Là gì ạ? Bà tôi nguy hiểm đến tính mạng không ạ? Ba anh bị tổn thương mắt nghiêm trọng. Nếu như không có giác mạc thể thai, tôi e rằng ông cụ sẽ khó có thể phục hồi tại thị lực. Nghĩa là sao ạ? Bác sĩ đang nói bà tôi có thể mù sao? Nếu may mắn thì có thể có người hiến giác mạc. Tôi đã liên hệ với bên trung tâm phía trên, mong sẽ có kết quả sớm. Vừa mới có người hiến tặng giác mạc, chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật ghép cho ba anh ngay. Thật hả bác sĩ? Thật sự cũng là điều may mắn với nhà anh. Nhưng người cho giác mạc là một người vừa qua đời tại bệnh viện ngày hôm qua. Người nhà đã đồng ý hiến giác mạc. Thật vậy sao bác sĩ? Sau khi ba tôi phẫu thuật xong, tôi có thể gặp họ được không ạ? Là em sao? Bác sĩ ở bệnh viện bảo anh đến để gặp người hiến giác mạc cho ba anh. Chẳng nhẽ? Dạ, vậy bác đã khỏe lại chưa ạ? Ba anh tỉnh lại rồi, cuộc phẫu thuật thành công. Bác sĩ nói sẽ sớm hồi phục thôi. Vậy tốt quá rồi. Nhưng tại sao em lại biết? Và người hiến mắt cho ba anh chẳng nhẽ là... Dạ, tại khi bác nhập viện, phòng của bác ở cạnh phòng ba em nên em biết. Hơn 2 tháng nay, ba em nằm viện điều trị viêm tụy, nhưng bệnh tình mỗi ngày một nguy kịch hơn. Khi biết tình trạng của bác và biết bác là người đã giúp đỡ ba con em trong suốt thời gian qua, ba em đã quyết định hiến giác mạc cho bác sau khi qua đời. Cho nên... Cảm ơn em vì những điều em đã giúp anh nhìn thấy. Trong cuộc sống luôn luôn có nhân quả. Chúng ta cần gieo những nhân tốt để có thể có những cái cây tốt trong cuộc đời. Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Acne, mụn rời xa và láng mịn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.